Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một chậu hoa. Các bạn cùng mình theo dõi hết video và cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu xanh nha, cho phần lá và thân. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tranh đó là về hình ảnh một chú gà trống nha các bạn. Và mọi người hãy theo dõi hết video để biết cách mình sẽ tô màu của chú gà trống nhé. Mình sẽ tô màu cho phần khuôn mặt của chú gà trước các bạn. Và tiếp theo, ở đây là phần lá tiếp theo nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu cam để tô cho phần những bông hoa nhé. Và đây là bông hoa tiếp theo nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô bằng hoa thứ ba nhé. Màu xanh cho phần chậu hoa nha.
và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh của một chậu hoa. Các bạn có thể tham khảo cả mẫu kết hợp màu nào của mình để hoàn thành bức tranh này nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc của mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.